điều hy vọng trong ánh mắt của các bạn, trong sự say mê của các bạn, trong những gì mà các bạn đã thể hiện trong xuyên suốt từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay. Thực sự tôi muốn nói lên một điều, đó là tôi gửi gắm ở các em một tiềm hy vọng, ở một sự kỳ vọng vào trong tương lai của các em, và cầu chúc cho các em sau này được thành đạt, cầu chúc cho các em thành công trong sự nghiệp. Ngày hôm nay là chúng ta đã trải qua 1/2 chặng đường rồi đúng không ạ? Còn 1/2 chặng đường nữa chúng ta sẽ ở bên nhau và cho nhau những kỷ niệm thật đặc biệt, thật đáng nhớ, được không ạ?